Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2020, thì trong buổi sáng ngày hôm nay em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của cái vườn mít ở khu vực huyện Cai Lậy ha. Thì như trên màn hình cô chú anh chị và các bạn cũng đang thấy, vườn mít này cũng cũng giảm trái rồi, cũng ít. Thì hôm nay em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của vườn mít cũng giống như là cái chất lượng của những trái mít ở đây ha. Tại vì em cảm thấy là cái vườn mít này làm cái mẫu mã mẫu trái thì nó không được lớn, thật sự là không được lớn bằng những cái vườn khác, nhưng mà cái độ mà đẹp của cái cơm á, độ chất lượng của cái cơm mít thì nó rất là đạt. Em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Thì trước khi mà mình cắt mít đó, thì em cũng xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh của các chủ vườn ở đây ha. Chủ vườn ở khu vực chính xác là khu vực chợ Ngã Năm. Thì hiện tại khu vực này là trồng lúa đó, trồng lúa, nhưng mà cánh đồng này chuẩn bị lên trồng mít hết rồi. Thì như trên màn hình cô chú anh chị và các bạn đang xem nè, Robe họ đang làm, thì coi như cả một cánh đồng là trồng mít hết. Ở xa 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 ngoài kia thì mít nó cũng lớn rồi, mà do cái máy em quay nó không được rõ ha, cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Thì hầu như là ở đây đất hồi trước là làm lúa, bây giờ ta lên ta trồng mít hết. Em thấy khu vực này thì hầu như là mít chứ không có một loại cây nào khác nữa. Rồi thì bây giờ mình đi tới cái cơm mít của vườn này ha. Cơm rất là đỏ đẹp, múi bự dày. Múi lớn nè. Bây giờ em sẽ tiếp tục đi qua phía bên kia. Bên kia để cắt tiếp ha. Đây. Thì vườn mít ở đây người ta quy hoạch lên mương, lên liếp rất là bài bản, rất là đẹp ha. Liếp thì nó cao, mương thì lớn, cây thì trồng khẳng hàng, một clip về trồng 3 hàng. Thì chủ vườn cũng vừa dọn dẹp cỏ để mà chuẩn bị cho cái mùa vụ sắp tới. Đây mình đứng ngay đây nhìn mới thấy đẹp nè, đó. Thẳng tắp luôn, bích thì phát triển đồng đều nhưng mà phát triển như nhau hết, chứ nó không có cây lớn cây nhỏ ha, rất là đạt. Em cũng xin chia sẻ cái giá mua tại vườn của ngày hôm nay đến với cô chú anh chị và các bạn nha. Thì, trước khi cắt những trái mít này ra thì em cũng xin chia sẻ cái giá mua tại đây. Thì hôm nay hàng nhất được mua vào tại vườn với cái giá là 7.000, hàng nhì là 5.000 và hàng ba là 3.000, 753. Thì cái giá em gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo ha. Còn bây giờ thì cô chú anh chị và các bạn có thể theo dõi em xem thử coi những cái trái mít ở đây cái cơm nó như thế nào nha. Rồi em quay giùm em. Với cái mít này thì cây này 3 trái này. Ba trái này thì hôm nay mình cắt hết luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm trước 4 trái rồi, ở trên đó có 1 trái nhưng mà tuần rồi thì cắt cái đó rồi. Giờ hôm nay thì mình cắt hết.
ba trái. Ok, mình cắt cái này nha. Yeah, có thể cái video này sẽ hơi dài hơn bình thường, cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm nha. Đó. Cơm mít rất là đẹp. Thì đối với cái vườn này thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu về mít thì có thể liên hệ em có thể là chuyển đi Sài Gòn, Bình Dương hoặc là Vũng Tàu, nói chung các tỉnh gần gần thì em có thể chuyển được. Đó. Thì đảm bảo là mít nó đạt chất lượng. Thì để biết thêm chi tiết có thể liên hệ em ha, số điện thoại 0977791212. Cơm rất là đỏ, mặc dù cái da nó đẹp, da xanh. Thì cô chú anh chị và các bạn nào có cần mít để bán lẻ hoặc là cho tặng ngay đó, thì số lượng khoảng vài chục ký thì có thể liên hệ em có thể gửi xe đi Sài Gòn hoặc Bình Dương hoặc các tỉnh gần gần ha, chất lượng thì đảm bảo. Đó. Muối bự cơm đẹp. Thì đối với những vườn đẹp thì em mới có gửi đi thôi, chứ còn những cái vườn mà xấu xấu thì thật sự là không có gửi. Những vườn đó thì gửi đi mình chất lượng không đạt đó. Thì do là cái clip này còn rất là dài ha, mà còn mấy clip nữa, ví dụ giờ quay hết thì cũng không được, bởi vì nếu mà quay hết thì cái video nó quá dài, cho nên là em xin kết thúc video tại đây và xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video sắp tới. Rồi em cũng xin nhắc lại một lần nữa, ví dụ cô chú anh chị và các bạn nào có cần mít để bán chợ bán lẻ thì có thể liên hệ em, số điện thoại 0977791212. Liên hệ em trực tiếp để biết thêm chi tiết ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sắp tới.